Xin thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại với shop Vạn Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445, Zalo cũng là số trên. Trước hết thì em gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã từng xem kênh và mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Thì hôm nay em có một số mặt hàng nội địa nhập cũ muốn giới thiệu tới anh em. Anh em vui lòng nghe rõ xem kỹ trước khi quyết định mua. Thì sản phẩm anh chị em mua đơn hàng thì từ 300 nghìn trở lên, chuyển khoản đủ là được bao ship. Chuyển khoản đủ là được bao ship, còn nếu như anh chị em ship code tức là nhận hàng thanh toán thì vui lòng thanh toán tiền ship giúp em. Tiền ship thì tùy theo cái độ nặng nhẹ của sản phẩm. Rồi ok, để anh chị nào mà là đặt hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0335172445, điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp qua số đó, hoặc là kết nối Zalo, nó sẽ có thêm hình ảnh chi tiết về sản phẩm nếu như anh chị cần. Ok, sản phẩm đầu tiên là cái miếng đá lót đồ nóng. Miếng đá lót đồ nóng sản xuất ở China nha. Cái vỏ bọc ngoài là bằng nhựa. Còn cái này là miếng đá hoa cương. Để lót nồi nóng, chảo nóng gì đó, mình lót lên đây rồi mình bưng. Đó. Rồi mã lót nồi giùm em 150, rất là nặng nha anh chị. Đó. Rồi anh chị lấy thì liên hệ em mã lót nồi nha. Rồi còn cái này là dây ga. Dây ga thì dài 1 m. Dài đúng 1 m. Từ đầu này tới đầu này dài đúng 1 m. Cái đầu kẹp này là đầu kẹp giữ ga rất là kín. Và dây ga rất là dẻo ha, dây ga của Nhật nha anh chị, dây ga Nhật bãi ha. Anh chị nào có nhu cầu xài thì sợ gò gỉ ga rồi gì trong nhà đó thì cứ dùng một sợi dây ga này ha, rất là bền luôn đó. Rồi anh chị xài dây ga này 5 năm 10 năm rồi gì nó vẫn có độ bền, nó y gan như vậy luôn nha. Đó, rất là bền. Anh chị lấy thì cứ việc liên hệ em, dây dài đúng 1 mét, có đầu kẹp giữ ga hai đầu ha. Rồi em bán cho anh chị là một sợi á là 100k, 100k cho anh sợi nè. Rồi anh chị nào lấy thì liên hệ em, dây dài đúng 1 mét nha. Rồi mã nước hoa nha anh chị, em bán 150 nha. Nước hoa hàng Nhật bãi nha. Đó, hàng Nhật bãi. Đó, 60ml. Đó, 60ml. Mutki nè, Mutki. Anh chị lấy thì liên hệ em nha. Đó. Rồi. Này là 60ml ha, mã nước hoa. Em bán cho anh chị giá là 150 nha. Nó mất cái đầu chụp ở trên này nha anh chị, cái nắp đậy á. Rồi. Tiếp theo thì tới quạt tay nè. Quạt tay này em bán cho anh chị giá là 100k 3 cây ha. Lớn nha. 3 cây này lớn, để lòng bàn tay vô không xi nhê gì hết nha. 3 cây này lớn nha, hai mặt. Đó. Rồi quạt Nhật bãi nha, quạt nhựa Nhật bãi. Cầm tay đây. Đó anh chị lấy cứ việc liên hệ em. Đó. Chữ Nhật không à, phụ đề chữ Nhật không à nha. Đó anh chị lấy liên hệ em nha. 3 cây này em bán cho anh chị giá là 100k nha. 3 cây quạt tay này em bán 100k. Đó. Mấy cái này là mấy cái đầu kẹp đầu ống dây ga nè anh chị ha. Đó, kẹp đầu ống dây ga này em bán 50. Cái này là xài cho ống dây ga của nhà anh chị vẫn được nha, vẫn được bình thường. Đó, mình không xài cái cổ dê thì mình xài cái loại này. Nó bóp vô nó khác cái cổ dê có con cái á, là mình không có siết ốc. Cái chỗ siết ốc khi mình bấu vô chỗ này nó cũng vẫn bị hở. Còn cái này là nó ôm, nó thiết kế ôm tròn cái ống ha. Nó ôm tròn cái ống cho nên là cái độ khích nó rất là cao, không có bị gò gỉ hay là xì ga gì hết. Đó là rất là tiện lợi luôn, mình xài mình chỉ cần bóp vô mình đẩy tới để lui thôi, đó là xong. Vậy kẹp với ga này nè, kẹp ga này em bán cho anh chị là ở đây là 5 cặp, tức là 10 cái 50k nha. 5 cặp là 10 cái 50k. 5 cặp tức là gì, là 1 cặp nè, em bán 5 cặp như thế này, tính chiếc như gì á là 10 chiếc như gì. Rồi ok, em bán 50k nha. Tiếp theo thì tới cái mã túi sách nha anh chị. Mã túi sách thì em bán cho anh chị giá là 200k, thì gồm nhiều túi nha, gồm nhiều túi nè. Rất là nhiều túi. Đó. Thì mã túi sách này em bán cho anh chị giá là 200k nha. Anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ em, 200k. Cái túi cam này lớn nè, có túi ngoài ha. Có sân tia kéo. Rồi bên trong nè, bên trong túi cam này cũng còn rất là mới luôn nè. Đó. Đây trong này có sân tia kéo ngang trong ha. Rồi một cái sân tia kéo miệng trên nữa nè. Đó. Nói chung là còn hoạt động tốt. Da này thì không có chóc, đế đít thì không có lủng gì hết á. Chung là túi này còn đẹp nè. Em bán 200k nha. Hết luôn hết mớ này nè. Đó. Đây thì cũng là một cái dạng túi xách nữa ha. Không lủng không gách nha, lủng không gách ha.
Rồi, túi này thì nó là cái túi giữ nhiệt nữa nè. Túi giữ nhiệt anh chị đựng cái đồ, ví dụ như hủ cháo hủ gì anh chị mua anh chị để vô đây thì nó giữ nhiệt độ ha. Đó, được lâu. Rồi, một cái túi này nữa còn mới luôn nè. Chưa xé tem nè. Túi này bản hồng mua cũng xăng xeo nè. Đó, 1.500. Rồi, ok, anh chị lấy thì liên hệ nha, không gấp nha. Rồi, bán hết món này là 200k. Đó. Đây, có ngăn bóp đây, rồi hai ngăn nhỏ. Rồi, nút hít đây. Trên giữa nó có cái ngăn giữa kéo sang tia nữa. Bên này thì lại tiếp tục là có một cái ngăn nhỏ này kéo sang tia. Rồi nút hít bên này nữa. Đó, rồi ngoài sau lưng lại có cái ngăn kéo đây. Vẫn còn cái cọng dây này, dây để chơi tem nè. Rồi ok, 4 cái đó ha anh chị. 5 cái nè. Đó, em chỉ bán có 200k thôi. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ em nha. Đó, ngăn này có sang tia kéo, hai ngăn này. Một cái ngăn giữa lớn ha. Rồi nút hít chính giữa. Nút hít bằng thao luôn nha. Đó. Rồi đây có sang tia kéo phía ngoài này. Đó. Không gắt nha. Rồi túi này cũng vậy luôn, cũng có ngăn tia, có sang tia kéo đây. Ngăn này, ngăn này. Rồi nút hít đây. Nút hít đây. Quai sách đây ha. Cũng còn nguyên tem luôn. Cái này là bằng cây cối gì đó, nói chung là cái này thân thiện môi trường nè. Này có cái tem này ha, chưa xài. Một cái túi ba lô. Túi ba lô rút miệng nha. Túi ba lô rút miệng. Túi ba lô rút miệng. Rồi, thêm một cái túi này nữa. Túi này giống đựng đồ trang điểm nha. Túi này giống đựng đồ trang điểm. Đó. Một cái túi sách này. Rồi, ok. Dạ. Chính đó. Lục đấy. Rồi lọc nước nha anh chị, lọc nước em bán là 3.000.000 con này. Cái con lọc nước y dung kiềm đó, công nghệ của nó là điện phân tạo hydrogen vào trong nước. Thì mấy cái con này á, là công nghệ là điện phân y dung kiềm đó, tạo ra cái loại nước pH cho mình sử dụng, pH 1, pH 2, pH 3. Trong nước pH này nó có hydrogen luôn. Rồi tùy theo mức độ pH thì nó sẽ có hydrogen vừa phải của nó. Rồi tinh khiết này cũng có hydrogen luôn nha, tinh khiết. Còn nước này là nước axit nhẹ để rửa mặt, đó, thảy tế bào chết. Nói chung là máy hình thức và ngoại hình rất là đẹp. Mấy những cái máy lọc nước này thì bên em là đấu giá đó, về là kỹ thuật kiểm tra rồi về đầy đủ hết từ trong ra ngoài đó. Rồi vệ sinh sạch sẽ. Rồi test nước nôi rồi gì ok chẩn hết thì máy làm một cái video clip test nước cho anh chị là cấp nước thủy cục trực tiếp vào cái ống lớn này nè. Ống nhỏ này thì nước thải ra. Còn cái vòi này á, là mình bẻ đâu cũng được. Vòi này là cái vòi hứng nước uống nha. Bẻ đâu cũng được và cái kiểu bẻ thì bẻ như thế nào cũng được luôn nha. Nói chung là bẻ thoải mái. Anh chị muốn bẻ sao đó bẻ nha. Đó, cái kiểu nó là dạng là giống như mình bẻ sao đó mình bẻ. Rồi, cái đầu trên này cái loại máy này, dòng máy này thì nó mạ rơm cái chỗ này rất đẹp. Đó, và cái đầu trên này vẫn mạ rơm rất đẹp luôn. Mạ rơm trên này rất đẹp luôn. Đó. Độ mới của những con này thì còn rất là mới. Đó, do những cái hàng này là cái hàng đấu giá cho nên màn hình rồi gì anh chị sẽ không bị ấm ố, bị cháy gì hết á. Và nút nhấn rồi gì còn đẹp nguyên lành hết. Nói chung là con này mẫu mã là còn sáng sủa, đẹp, sạch sẽ nha. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là tụi em đã kiểm tra rồi gì rất là sạch sẽ, rất là kỹ càng rồi. Đó, kể cả lỗi lọc rồi gì luôn, Made in Japan nè. Máy sản xuất ở Nhật, điện 100W, 1.3A, tức là 130W á. 100W giùm em nha. Máy này thì sử dụng điện 100W giùm em. Đó, thì lỗi lọc nè. Cái lõi lọc nè. Đó anh chị xem. Lõi lọc rất là mới luôn nha. Và cho anh chị xem nè, cái phần bên trong cái đầu lõi lọc nè. Anh chị sẽ nhìn thấy là ở trong đây, nhìn thấy là những cái này là lõi lọc sợi gỗng nè. Nó còn rất là sáng mới, trắng tư luôn nha, trắng tư luôn. Đó, tức là cái lõi lọc này là nó sử dụng không được bao nhiêu lần hết nha anh chị.
đó, tức là nó vẫn có sử dụng những cái chiếc máy này của anh, họ vẫn có sử dụng nhưng mà sử dụng rất là ít, cho nên là cái độ mới của cái chiếc lõi lọc là anh chị thấy còn rất là mới. Và cái lõi lọc này là 6.000 lít, lõi lọc là 6.000 lít. Thì anh chị nào mà có nhu cầu á thì cứ việc liên hệ hoặc là điện thoại trực tiếp hoặc là kết nối Zalo, cái số điện thoại là 0335172445 ha. Thì cái số đó là em sẽ tư vấn cho anh chị bên đó. Còn anh chị muốn nhận cái video về cái sản phẩm mà anh chị chuẩn bị mua, em sẽ test nước thực tế cho anh chị xem luôn. Đó, thì máy móc bởi vì ở đây thì tụi em đã kiểm tra rất là kỹ cho anh chị có một cái chiếc máy tìm được một cái nguồn nước sạch uống vào cơ thể nha. Đó, thì chắc chắn là nước thủy cục cấp vào máy này và đi ra và uống trực tiếp luôn là anh chị sẽ tiếp xúc được cái nguồn nước sạch ha. Đó, cho cơ thể mình tiếp xúc với cái nguồn nước sạch. Rồi, anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Đây em sẽ cắm điện test máy cho anh chị xem. Đó, màn hình anh chị cũng thấy ha, sáng mới đẹp, không bị ám ố, không bị gì hết trơn nha. Nói chung là màn hình còn rất là rõ. Đây là nước pH 1 nè, đó là nước pH 2 nè, nước pH 3, này là nước tinh khiết nè. Đó, nước tinh khiết để uống thuốc, pha sữa. Trên đây nó có hình rất là dễ xài nha, và mỗi một cái loại nước nó sẽ đổi cái màu màn hình luôn cho mình dễ phân biệt. Rồi, nó sẽ hiển thị là 6.000 lít đó. Đây, cái này là nước để mình uống nè, pH 1 là nước để mình uống nè, là mình mới làm quen mà uống nước pH 1 này. Rồi, nước pH 2 này đó là mình để nấu cơm, nó có hình chiếc bát cơm ha. Rồi, nước pH 3 nha, à, mình vẫn là pha trà, pha cà phê ha, vẫn uống sử dụng hàng ngày được bình thường ha. Rồi, nước là nước tinh khiết nha, nó sẽ đổi cái màu thành màu tím nè, nước tinh khiết đó, nước tinh khiết để rửa mặt đó, nước tinh khiết để rửa mặt ha. Rồi, đây là cái lõi lọc mình còn 6.000 lít, hiển thị đầy đây nè, giống như cục cái mắc pin của mình vậy đó. Mình xài nó sẽ điếm ngược là nó sẽ hết, nó cạn cái này là cái lõi lọc mình nó hết đó. Rồi, rồi anh chị lấy thì cứ việc liên hệ giúp em ha. Con này là TK7406 nha, thương hiệu là Naisono đó, sản xuất ở Nhật luôn nha anh chị, sản xuất ở Nhật. Một cái con máy lọc nước thì đã sử dụng rất là phổ biến ở tại bên Nhật ha, các hộ nhà dân đó, và trong y tế rồi vậy họ sử dụng rất là nhiều và phổ biến những cái chiếc máy này đó, khẳng định là rất là tốt cho sức khỏe đó, rất là tốt cho sức khỏe. Còn cái phần này là chỉ là kiểu như là em để nó bị bụi thôi đó, em chùi lên là nó sáng bóng cho anh chị xem nè, nè chùi lên là nó sáng bóng cho anh chị xem, bóng lưỡng luôn nha, đó bóng lưỡng luôn, nó chỉ bị bụi thôi. Mạ rơm rất đẹp. Ok, lọc nước số 1 này em có bán cho anh chị với giá là 3 triệu nha. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em đó, đảm bảo cho anh chị là hoạt động tốt, ra nước chuẩn chỉ. Anh chị kết nối Zalo, em sẽ gửi video cho anh chị tham khảo nha. Giá bán chỉ có 3 triệu đồng thôi mà anh chị đảm bảo được cái nguồn nước sạch sẽ để mình uống vào cơ thể nè, cho cả gia đình mình luôn, xài cho cả gia đình mình luôn đó. Rồi anh chị được nấu cơm, nấu nước nè, rồi lấy cái nước pH mức độ cao á, anh chị ngâm rau củ để loại rõ dư lượng thuốc trừ sâu ha. Đó, chắc ăn là rau củ mình ở đây là phải xịt thuốc thôi đó, thì anh chị muốn tránh được cái kiểu giống như là hạn chế mình nhập cái thuốc trừ sâu vào cơ thể của mình nhiều á, do cái đường ăn uống á, thì anh chị có thể ngâm cái những cái thực phẩm đó, trái cây rồi gì đó mình mua về, táo rồi gì đó mình ngâm vô trong cái lọ nước pH cao á, là nó sẽ loại bỏ cái dư lượng thuốc trừ sâu, mình ăn vào cơ thể nó sẽ đảm bảo hơn, tốt cho sức khỏe của mình hơn. Ok nha anh chị, này là mã lọc nước số 1 em bán 300 nha. Ủa, 3 triệu chứ. Tiếp theo mã lọc nước số 2 nha, em bán cho anh chị giá là 7.500.000. Lọc nước số 2 em bán cho anh chị giá là 7.500.000 nha. Con này là thương hiệu là Nati luôn ha, National. Con này em bán 7.500.000 nha. Đây, vòi lọc của nó đây. Đó, vòi này cũng vậy, cũng tương tự như cái vòi kia, xây đâu xây ha, muốn bẻ đâu bẻ bình thường hết. Trên này vẫn mạ rơm, mặt này vẫn mạ rơm ha. Đó, mặt trước này là cái dạng là kim loại mà nó phay xước nha. Kim loại mà nó phay xước như nè. Cái này là zin của nó nha, chứ không có nó, em kêu là như vậy thôi chứ nó không phải là nó bị xước bị chày gì đâu. Zin của nó là như vậy nè, mặt rất là sáng bóng đẹp, và cái con này rất là sáng sủa sạch sẽ nha. Màn hình rồi gì nó cũng không có ám ố luôn đó. Máy lọc nước thì ở đây em đảm bảo là những cái hàng em đấu giá là chọn lọc rất là tốt, rất là đẹp cho anh chị ha. Rồi, nó xin nô nè, cái này thì nó sẽ ra các loại nước nè, rửa mặt nè, 5.5 pH 5.5, nước pha sữa uống thuốc cũng tương tự vậy thôi, nước tinh khiết. Rồi, còn cái này là 8.5 là nước để mình uống
Đó, nước chín chấm là để nấu cơm, nước 9.5 là để pha trà ha, nước 9.5 là để pha trà, pha cà phê. Còn nước 10 chấm này là cái độ pH cao, mình có thể là ngâm rau củ trái cây rồi gì đó để loại bỏ cái dư lượng thuốc trừ sâu nha. Nó còn nhiều công dụng nữa, nó rất là nhiều công dụng. Anh chị có thể tham khảo những cái nguồn thông tin ở trên mạng rồi gì, bây giờ nó rất là nhiều về cái máy điện phân cây dông kèm này. Dạ, tại vì cái này là người ta đã sử dụng phổ biến dữ lắm rồi, ở bên Nhật thì người ta đã sử dụng phổ biến dữ lắm rồi. Còn mình ở đây thì đa số là những cái máy lọc nước công nghệ của mình ở đây. Công nghệ y dông kèm này thì em biết được cái tác dụng của nó, cái công dụng của nó là lọc được ra những cái loại nước tốt cho mình uống, và nó lọc được rất là nhiều cái lỗi lọc này nè. Nó lọc được rất là nhiều cái loại tạp chất rồi gì ở trong nước nha anh chị ha. Bình quân cái lỗi lọc này thường thường nó lọc được mười mấy cái loại chất mà ở trong nước mà mình uống vào cơ thể nó không tốt cho cơ thể á. Thì anh chị nào có nhu cầu á mà quan tâm tới sức khỏe gia đình bản thân thì cứ việc đầu tư một cái con máy để mình uống nước sạch, mình có nước sạch để mình nấu cơm, pha trà, pha cà phê, uống thuốc. Đó là anh chị và cái hyogen ở trong nước á, nó rất là quan trọng cho những anh chị nào mà có nhu cầu uống thuốc á, để nó thẩm thấu vào trong cơ thể của mình, nó giúp thuốc rồi gì đó thẩm thấu vào trong cơ thể của mình, nó sẽ hiệu quả hơn so với mình uống cái loại nước thông thường, cái nước không có hyogen đó. Rồi anh chị nào có nhu cầu á thì cứ việc liên hệ em. Cái con này á là cái công nghệ của nó là 5 tấm điện cực. Cái con số 1 là 3 tấm điện cực nha, còn con này là 5 tấm điện cực. Lõi lọc của con này là 12.000 lít, cái lõi lọc của con số 1 là 6.000 lít ha. Con này con số 2 nha anh chị, lõi lọc 12.000 lít. Điện cực của nó là 5 tấm điện cực nha. Đó, sản xuất là nội địa Nhật luôn nha anh chị, chứ không có China gì hết nha. Đó, nội địa Nhật luôn. Điện thì 100W, thương hiệu là Nexino ha. Là 2.6, tức là 260W. 260W, công suất nó chỉ có 260W thôi. Đó, anh chị nào mà mua con này thì mình mua cái cục biến thế thôi, khoảng 500W là mình xài là rất là ok rồi, 500W thật nha. Mua mấy con có thương hiệu như là Liwa hay là Robot rồi vậy đó, mình mua mấy con đó thì nó sẽ sử dụng, nó sẽ đường điện nó sẽ ổn định hơn đó. Mình đừng có ham mà mấy cục mà rẻ rẻ mà để mấy ngàn watt rồi gì xài không có được đâu. Anh chị cứ mua biến thế cho em thẳng mấy cái hãng thương hiệu lớn thì nó lên, nó quấn cái cuộn dây đồng rồi gì nó lớn thì mình sử dụng nó sẽ rất là ổn định cho cái điện áp và tốt cho cái máy của mình ha. Rồi ok, thì cái con này em nhắc lại thương hiệu Nexino nha anh chị, 5 tấm điện cực ha, và nó có 5 tấm điện cực và nó có cái lõi lọc là tới 12.000 lít, nó có cái lõi lọc là tới 12.000 lít nha. Rồi giới thiệu xương về nó là như vậy ha. Anh chị nào biết rõ chi tiết hoặc là muốn em có video test nước trực tiếp thì cứ việc liên hệ ha. Số của em là 0335172445, anh chị kết nối Zalo thì em sẽ gửi video test nước, lấy nước trực tiếp ra cho anh chị xem luôn và test cái độ pH luôn, chuẩn các kiểu luôn nha. Máy thì hoạt động chuẩn chỉ hết rồi đó, kỹ thuật bên em thì vệ sinh trong ngoài, kiểm tra từ trong ra ngoài hết. Còn cái giò này là cái giò nước thải nè, nó có hai ống ga nước thải, cái này là dán lên trên tường, trên vách gì đó, nói chung là gạch gì đó thì nó sẽ hết cái giò này nằm lên trên. Rồi cái nó sẽ hết cái giò này nằm lên trên thì nước cái giò này mình thấy bẻ qua bẻ lại nè. Giò này mình tận dụng mình rửa vệ sinh rồi gì được hết nha. Đó. Rồi ok, còn cái đường này là cái đường ống lớn này á, là cái đường nước cấp. Cái đường nước cấp vô, anh chị làm cái van phá đầu nguồn ha. Rồi cấp nước vô mình phá, mở cái van phá đầu nguồn ngay tại đây ha. Rồi ok, còn cái dây này là cái dây điện cấp nguồn cho nó nè, thì mình cắm điện 100V. Mình cắm điện 100V ha. Màn hình nè, đó. Rồi, 5.5 nè. Nước tinh khiết nè, nước pH 1, nước pH 2, nước pH 3 và nước pH cấp cao ha. Cái này á thì máy á, nó cần có nước vào thì nó có thời gian nó khởi động ha. Đó, có thời gian nó sẽ tự động nó khởi động. Nó khởi động xong rồi mình mới nó mới nhảy cái loại nước mà mình đã xài hồi lúc trước khi mình tắt nguồn nè. Đó. Còn cái này á là anh chị điều chỉnh cái lượng nước nha. Đây anh chị nhấn cái này thì nó sẽ hiển thị cái dòi nè, nó sẽ hiển thị cái dòi. Anh chị cứ nhấn cái nút này hoài tới nó sẽ hiển thị cái dòi nước ở đây. Thì khi mà cái dòi nước ở đây anh chị sẽ mở van ra, thì nó sẽ
cho anh chị biết là cái lít nước mà nó chạy đó, thì thường thường cái này là mình chỉnh là có khoảng 2 chấm nha. Anh chị chỉnh cơ khoảng là 2 chấm thì nó sẽ cái dòng chảy của nó là nó sẽ vừa đủ để cho cái buồng điện phân nó hoạt động tốt nhất, là nó lấy ra cái loại nước tốt nhất cho anh chị nha. Anh chị cái con này mà anh chị nào mà có nhu cầu, có điều kiện, đang có điều kiện mà muốn đầu tư một cái chiếc máy lọc nước mà gọi là tốt cho sức khỏe, uống vào tốt cho sức khỏe đó, và là thực sự là nước sạch đó, thì anh chị nên đầu tư cái con máy này đi. Em nói thật, cái con máy này test ra nước rất là sướng luôn nha. Nó chỉ có 5 tấm điện cực thôi, nhưng mà ra nước rất là chuẩn chỉ, cái lượng mà hydrogen ở trong nước rất là đậm đặc luôn đó. Cái con này là phù hợp cho những anh chị thuộc dạng cũng giống như là mình có điều kiện và có nhu cầu để mình sử dụng cái loại, tìm kiếm một cái loại nước sạch đó, thì anh chị nên đầu tư cái con máy này. Thứ nhất là ngoại hình nó là cũng tương đối là rất là đẹp sáng sủa ha. Thứ hai là máy lấy ra nước rất là chuẩn chỉ, các loại pH này rất là chuẩn luôn. Anh chị lấy nước ra test anh chị thấy rất là chuẩn luôn, hydrogen là gì ra rất là mượt luôn ha, và nó có chỉnh được cái lượng nước chảy ha. Nó rồi chỉnh được cái lượng nước chảy là nhờ trên đây ha. Thì em nói rồi, anh chị chỉnh cái lượng nước chảy tầm có khoảng 2 chấm thì nó sẽ cho cái lượng nước ra vào trong cái đường vùng điện phân, và cho lượng nước ra là cái nó điện phân rất là chuẩn luôn. Nó điện phân là gọi là ra cái loại nước là cho anh chị là chuẩn ha, là tốt nhất. Đó là 2 chấm. Rồi ở đây thì em nhắc lại, nó cũng ra các loại nước pH nè, pH 1, pH 2, pH 3 nè, và pH cao nè. pH cao này anh chị ngâm rau củ rồi gì được nè. Đó, loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu nè. Đó, 9 chấm nè, 9.5. Đó thì cũng tương tự, con này tinh khiết nha. Đó. Còn này là axit rửa mặt ha, nó sẽ đổi cái màu nè. Đó. Rồi. Đó, thì anh chị cấp nước vào thì máy đây nè, nó để cái hình cái lá rau cải nè, để anh chị ngâm rau cải loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu ở trên cái lá rau cải nè. Đó, là pH cao nè, mức pH trên 10 chấm nè, 10 chấm cho tới trên 10 chấm. Rồi, cái lượng thằng này nó cho cái lượng canxi. Này nó cho cái lượng canxi là 23.972 lít. Là nó còn rất là nhiều nha anh chị. Cái lượng canxi của cái máy này nó cho là rất là cao. Rồi, ok. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ em nha. Cái con này là con máy lọc nước Nái Sino ha, hoặc là Nati, hoặc là cái gì đó anh chị muốn kêu sao đó kêu, nhưng mà em đây thì em đọc là Nái Sino ha. Rồi, mã của nó là BG-A502. Đó. Rồi, sản xuất nội địa Nhật luôn. Đó, sử dụng điện là 100V giùm em nha anh chị. Sử dụng điện 100V giùm em. Đó, có vòi nước thải là gì đầy đủ ha. Rồi, em bán là 7.500.000. Anh chị cứ việc nghiên cứu giá cả thị trường, với lại nói chung là tất cả về máy móc, về cái độ tin cậy, rồi về hỗ trợ. Đó, thì cứ quyết định mua một cái con máy. Ở đây em sẽ hỗ trợ cho anh chị là 24/7 luôn, nói chung là xuyên suốt. Anh chị cứ cần giờ nào là anh chị cứ việc liên hệ em là em sẽ giải đáp cho anh chị. Anh chị xem nè, cái phần mà sợi rỗng nè, loại lọc sợi rỗng nè, còn trắng tinh khôi luôn nha, còn trắng tinh khôi luôn. Đó, nói chung là nó không có đóng vàng ố hay là nó đen xì đâu nha. Nói chung là những cái con máy này được chọn lọc là nó hoạt động rất là tốt, và cái độ mới nó rất là cao. Đó, và những cái mặt hàng này em nhắc lại là những cái mặt hàng em đã đấu giá ở bên Nhật, cho nên là những cái máy móc mà nó đấu giá thì nó sẽ có cái giá trị và cái mức độ mới của nó ứng với cái giá tiền của mình bỏ ra, thì mình sẽ mang lại cái chất lượng và cái giống như cái chiếc xe anh chị mua là chiếc xe cũ đi, chiếc xe Honda cũ đi, thì anh chị cũng phải lựa chọn cái ngoại hình, máy móc, ruột gan rồi gì, và những cái nơi gọi là uy tín, mình đã tin tưởng hoặc là được những người ta giới thiệu đó, hoặc là cái cách mà kiểu giống như người nào bán thì họ cũng nói về cái sản phẩm họ rất là tốt, ưu tú, nói chung là như vậy. Nhưng mà ở đây thì em, sản phẩm em thì có ra sao thì em sẽ nói rất là kỹ, rất là rõ. À, anh chị vô lòng nghe rõ rồi xem kỹ, rồi cần thêm giải đáp thông tin về cái chiếc máy hoặc là video mà em test nước, lấy cấp nước thủy cục vào đây và lấy nước trực tiếp ra cái vòi này, rồi test từng loại nước pH, hướng dẫn cho anh chị xài, hướng dẫn cho anh chị cách lắp đặt
Nói chung là rất là dễ dàng. Anh chị nào mà có nhu cầu xài thì ở đây tụi em sẵn sàng phục vụ cho anh chị, hướng dẫn cụ thể đến khi nào anh chị lắp được chiếc máy và sử dụng thôi. Nói chung là như vậy. Thì bên em là, nói chung là mục đích của bên em là cung cấp những cái sản phẩm tới tay của anh chị là sử dụng được và anh chị hài lòng nhất có thể. Đó, đó, tiêu chí của bên em bán hàng là như vậy. Và phải hài lòng với cái sản phẩm của mình mua. Đó, ví dụ như anh chị cứ việc xem đi, xem ngay từ đầu là cái sản phẩm như thế này, anh chị đồng ý rồi, cứ việc kết nối Zalo. Đó, giờ anh chị cứ việc kết nối Zalo với em. Em cho anh chị xem cái video test nước, thì ở đây em sẽ gửi video test nước cho anh chị xem. Anh chị cứ việc kết nối và em sẽ gửi cho anh chị xem, hoàn toàn là miễn phí, tư vấn vui vẻ hết hoàn toàn. Anh chị khi nào anh chị đồng ý mua thì ok là em sẽ chốt đơn cho anh chị. Đó, chứ không có phải là anh chị hỏi là bắt buộc anh chị phải mua hay là cái gì hết. Anh chị cứ việc mà cái này em nói trước nha, ví dụ như anh chị cứ việc muốn, thật sự mình muốn tìm hiểu, hoặc là mình muốn có nhu cầu, hoặc là mình đam mê mua những cái chiếc, những cái loại hàng hóa mà em đang bán là hàng nội địa Nhật cũ như thế này. Đó, mình đam mê, mình có nhu cầu, mình muốn mua, hoặc là thật sự mình muốn tìm hiểu về những cái chiếc máy này, thì mình, anh chị sẽ kết nối với em sẽ gửi video cho anh chị xem. Đó, hoàn toàn là miễn phí nha. Chứ cũng không phải là em bắt buộc anh chị là coi xong là anh chị phải mua hay là gì chứ. Thì rồi, anh chị nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ với em ha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Máy lọc nước số 2 nha anh chị. Con này là số 2, 5 tấm điện cực giùm em, thương hiệu National ha. Rồi, giá bán của cái loại lọc của nó là 12.000 lít. Và cái giá bán là 7.500.000 nha. Anh chị cứ việc xem và tham khảo ha. Rồi, có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em. Có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em. Rồi, ok. Tiếp theo thì tới cái máy này là cái máy xay đá bào bằng điện nha anh chị. Nó cũng vẫn là sử dụng điện 100V. Cái hàng này thì được sản xuất tại China nha anh chị, sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật ha, xuất cho thị trường Nhật. Cái này là cái hộp để mà đựng cái máy nè. Cái này là cái hộp giấy để đựng cái máy nè. Nó vẫn còn hộp giấy ha, vẫn còn hộp giấy để đựng cái máy. Thì cái con này á là sử dụng điện 100V nha. Nó có hũ để đựng, khi mà mình bào xuống là mình để mình đựng đá bào á. Đây, phụ đề trên đây là nó tiếng Nhật không à. Đó, sản xuất ở China, thì dưới này nó đóng mít in China nè. Đó, thì ở đây nó có hai cái hũ còn nắp nè. Hũ này không có nắp. Đó, là tổng cộng là ba cái hũ. Và cái máy này thì nhựa rất là tốt nha anh chị. Em thấy là cái nhựa hoàn thiện rất là tốt. Rồi, ok. Và sử dụng điện thì 100V nha, sử dụng điện 100V giùm em. Công suất thì nó cũng không nặng lắm đâu, nó cũng nhẹ thôi chứ nó không nặng lắm đâu. Rồi cắm điện 100V vô trong cái chui này. Rồi anh chị bỏ cái đá mà để đá bi nhỏ nhỏ gì cũng được. Nói chung là đá gì cũng được chứ, đá đập đá gì cũng được chứ á. Miễn là đá nhỏ hay là sao đó, anh chị để vô đây. Nó tầm cỡ khoảng cái mực này, nó tầm cỡ khoảng từ cái mực này, hoặc là thấp hơn cái mực này. Rồi mình đẩy cái này lên. Rồi mình đè cái này xuống, mình đè cái nút này xuống ha. Mình đè cái nút ở trên đầu này xuống nè, là máy nó sẽ bắt đầu chạy. Nhưng với điều kiện là phải có đá trong này nha. Có đá thì đẩy cái nắp này xuống có khoảng phần nửa như gì nè, thì nó có cái công tắc phụ ở trong đây nè anh chị. Đó, cho nên là mình phải đẩy cái nắp này, nước đá vừa thôi. Nước đá lên tới trên đây là không xài được. Khoảng phần nửa này trở xuống. Rồi, mình sẽ đẩy cái này xuống, rồi mình đè cái đầu này xuống là công tắc bắt đầu nó sẽ đá vô, rồi điện nó chạy vô là bắt đầu nó sẽ bào. Mình không có tốn sức lực gì chân, mình chỉ cần lấy cái tay mình đè lên trên đây vậy thôi. Rồi dưới lấy cái hũ này mình hứng đây là bắt đầu nó sẽ bào thành cái hũ đá bào cho mình. Rồi ok ha. Thì cái mã này là cái mã đá bào ha, bào bằng điện. Em bán 450 nha. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ giúp em nha. 450. Đó, đá bào bằng điện. Rồi ok, tiếp theo thì tới mấy cái mã đồng hồ báo thức đi. Mã đồng hồ báo thức cho mấy trẻ ha. Đó, tặng quà sinh nhật hay là gì đó, anh chị muốn có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em. Đó, này là còn nguyên hộp nha, hàng này em bán bảy nhật nha. Cái này thì nó sản xuất ở China nha anh chị. Cái đồng hồ này sản xuất ở China.
đó, sức cho thị trường Nhật ha. Đó rồi giờ dắt thì chạy đúng, ok, báo thức được gì đầy đủ, có công tắc báo thức ở đây ha. Đó rồi cái nấm chỉnh báo thức, cỡ này là chỉnh giờ, sử dụng một cục pin tiểu đây đó. Rồi thì đồng hồ thì hoạt động tốt, ok hết, nó còn nguyên hộp đúng giờ ha, đảm bảo cho anh chị xài yên tâm nha. Rồi đồng hồ mã 1 em bán cho anh chị giá là 90k nha, còn nguyên trong hộp ha. Đó Disney đó. Rồi anh chị lấy thì liên hệ em, cái này em bán là mã đồng hồ số 1 nè, 90. Rồi tiếp theo tới mã đồng hồ số 2 nha, đồng hồ em bán là đồng hồ còn nguyên hộp hết nha anh chị. Đó đồng hồ số 2 là robot nha, cái này là ruby, ruby là màu hồng đó. Thì cái tay này mình có thể bẻ lên bẻ xuống được nè. Đó, nhấn trên đầu nó là cái công tắc để cho hai cái đèn con mắt này sáng lên, với cái đèn trong này để ban đêm mình xem giờ ha. Rồi ok, kim này thì kim trôi luôn nha, kim trôi chạy nó không có ồn ào tạch gì hết á. Rồi đúng giờ, rồi báo thức đồ gì đầy đủ, có công tắc báo thức ở đây, on qua off lại ha. Rồi cái này thì nó có được có cái là nó cái nút tắt báo thức nhanh nữa nè, nhấn như đây là tắt tạm thời. Rồi cái này là đồng hồ báo, chỉnh đồng hồ báo thức, còn cái này là chỉnh giờ. Mở cái ốc này ra, trong đây nó sẽ có hai viên pin remote trong đây ha, trong đây nó sẽ có hai viên pin remote trong đây, em có để sẵn pin hết rồi, anh chị mua về cứ việc dùng thôi. 130k nha, đồng hồ mã số 2 nè, 130k, anh chị lấy thì cứ việc liên hệ em nha ha. Rồi nhấn cái lần mắt sáng lên nó đẹp nha, đó anh chị mua tặng quà cho mấy trẻ rồi vậy ha. Đó rồi ok, anh chị lấy thì cứ việc liên hệ em, mới full nguyên hộp nha, nó có túi khí bảo vệ đầy đủ hết nè. Đó rồi tiếp theo tới đồng hồ số 3, đồng hồ số 3 là đồng hồ sóng radio nha. Thì anh chị muốn chỉnh giờ cái đồng hồ sóng radio này á, anh chị cứ việc lắp cái cục viên pin vô, rồi anh chị để yên nguyên đó ha, anh chị cứ việc để yên nguyên đó. Rồi một tí xíu sau á thì anh chị nhấn cái nút giữa này là nó sẽ nhấn và giữ, thì cái kim phút này nó sẽ chạy vòng vòng, tới đúng giờ thì mình buông tay ra, còn chưa đúng thì mình nhấn mình giữ tiếp tục ha. Rồi ok, rồi mình buông ra là đồng hồ nó sẽ tự chạy luôn. Nó nói chung là chỉnh giờ rất là dễ. Cái con này thì nó còn rất là mới, mới nguyên hộp đó, anh chị thấy nè, cái này là cái hộp của nó, giá bán của nó là 3.000 yên nè, 3.000 yên là giảm giá nè. Rồi em bán cho anh chị cái này á là với giá là 100k nha, và nó cũng có nút trên này, nhấn cái không cần giữ cái tay thì nó cũng vẫn sáng cái đèn để cho mình xem giờ, và cái nút tắt báo thức nhanh. Rồi cái này là công tắc báo thức nè, đó on lên thì mình báo thức, còn off thì nó sẽ không báo thức. Rồi còn cái này là chỉnh báo thức trên cái núm xay này đó. Rồi cái này là cái màu xanh cho bé trai nha, cái này em bán 100k, đồng hồ mã 3 nha, 100k, chạy đúng giờ, mới full nguyên hộp ha, chưa sử dụng gì hết trơn á. Rồi ok, tiếp theo tới đồng hồ số 4 nha anh chị. Cái đồng hồ số 4 này á, thì em bán cho anh chị giá là 100k luôn. Cũng vậy ha, là nó màu hồng cho dành cho bé gái nha. Nó cũng chỉnh giờ y gan vậy, pin thì em có sẵn trơn rồi, anh chị có việc xài thì cứ việc liên hệ em. 100k một cái ha. Đó, nút nhấn đây ha, sáng đèn này lên. Đó vậy thôi, tắt báo thức tạm thời, còn này là công tắc báo thức. On off đây, rồi chỉnh báo thức là nấm tròn này, chỉnh giờ là nút giữa này. Chị lắp pin vô, để tí xíu sau rồi anh chị nhấn nút giữa là nó sẽ chạy cái kim phút, chạy khi nào tới đúng giờ mình buông ra là xong ha. Rồi ok, em bán đồng hồ mã số 4, em bán 100k nha, màu hồng nha anh chị ha, đồng hồ sóng radio Nhật nha. Rồi ok, tiếp theo thì tới mã máy tính nè, máy tính sáp ha. Đó, máy tính sáp này là mình có cái túi ha, để bảo vệ nè. Đó, cái này thì mở ra thì là on này ha. Đây là xíu sao tắt, đây có năng lượng mặt trời đây ha, số rồi gì còn đầy đủ hết, hoạt động tốt, ok full ha. Rồi thì cái này hiển thị được 8 số đó, rồi 8 số thương hiệu là Sharp nha anh chị, Made in Japan nha, cái con này là Made in Japan. Nhìn chị thấy thường thường mấy máy tính như thế này á, thì nó sản xuất là Made in China hết, nhưng mà cái con này là Made in Japan nha. Đó, vậy nó mới độc đáo nha anh chị. Rồi ok, con này em bán cho anh chị giá là 130. Đó anh chị nào xài hay có việc mua cho con cái đi học, nó kiểm tra là kết quả bài toán rồi gì đó, 130 nha anh chị, lấy liên hệ em, 130. Tiếp theo thì tới cái mã linh tinh nè. Đó cái mã linh tinh này em thanh lý cho anh chị là 150, em thanh lý cho anh chị là 150. Cái này là cái mã kẹp như mình xách cái gì đó, mình cần một tay, không mình không làm hai tay thì mình kẹp cái này vô, rồi mình nắm cái này nó sẽ mình dở lên, càng dở lên thì cái này nó càng bóp vô, bản thân cái này nó có cái xo bóp lại ha. Rồi ok, anh chị lấy cứ việc liên hệ em nha. Đó, cái xô hay là cái gì đó đây nó có ngăn khớp khớp nữa nè, đó mình có thể móc vô đây ha, rồi mình kéo lên, mình kéo hướng lên này là tự động cái này nó sẽ bóp vô chặt, không có bị gớp. Rồi cái này là mã thanh lý nha, mã thanh lý em bán 150, thanh lý bán 150. Đó cái này là cái giống như cái dách ngăn vậy đó, dách ngăn.
Rồi nó có ba cái, nó có ba cái khớp ha, có bản lề, có ba khớp. Rồi, bán hết trơn cái mới này là 150 nha anh chị. Còn cái này là nấu ăn, nấu ăn để biết cái chảo mà nó nóng chưa nè. Thường thường mình bật cái chảo lên để mình chiên hay gì đó, mình đợi nó nóng rồi mình đổ dầu vô, mình để cái này vô, nó bật lửa lên đó. Khi nào mà cái này nó reo á, nó phát cái âm thanh á, thì mình trên này là bằng nhựa chống cháy, cho nên là anh chị nắm ra bình thường không có gì hết nha. Đó, nó phát cái âm thanh là cái đủ cái nhiệt độ của nó rồi đó. Cái dưới này là bằng nhôm, có nhiệt độ cho nên nó sẽ reo, đủ nhiệt độ nó sẽ reo. Đó, có 150 em bán hết món này nha anh chị. Một cái bộ đàm nữa nè. Cái bộ đàm này thì chỉ còn con cái thôi, anh chị demo quán xá rồi gì cũng được ha. Đó, và bộ đàm này thì hình như con này là Nhật luôn á, made in Japan luôn á, không có thấy China. Rồi. Này là cái viên pin. Cũng không rõ gỡ ra sao nữa. Rồi nói chung là vậy, cái bộ đàm anh chị muốn demo thì lấy ha, 150 hết món này nha. Một cái cây cạo râu, một cái thẻ gì tròn tròn nữa nè. Đó. Hawaii. Cà phê Hawaii gì đó. Rồi cái khung này cũng là đồ trang trí cái gì này kia thôi ha. Đó, một cái cuộn dây gân luôn, một cái cuộn dây gân lớn nha. Đó, rồi một cái đôi dép ha, đôi dép của mấy chị nữ ha, Nhật. Rồi ok, nguyên lành không gách nha, còn khá mới. Rồi với lại một cái miếng gỗ nữa nè, một cái miếng gỗ để dặn giấy rồi vậy ha, có chữ Nhật đây. Ok ha, hết mã này là mã thanh lý giùm em nha anh chị ha. Mã này thì em bán cho anh chị giá là 150 hết luôn ha. Rồi anh chị nào có nhu cầu lấy thì liên hệ em. Rồi tiếp theo thì tới mã nhầm số 1 nha, nhầm 1. Rồi ống nhầm số 1 nha anh chị. Ống nhầm số 1 này em sẽ bán cho anh chị giá là 450 nha, ống nhầm số 1 450 ha. Ống nhòm này thì cái này cái thương hiệu của nó thì nó trùng với cái thương hiệu ở trong cái ống nhòm này luôn nè. Đó. Đây. Rồi ok, cái này nó còn nắp đậy bảo vệ cái trồng kính này ha. Này là Kenco, Kenco nha. Đó, còn cái này là trồng trước nè. Đó thì mình có thể di chuyển bẻ nè. Đó. Rồi. Này chỉnh được ha. Nói chung á là cái độ phóng to hay gì đó, nè mình chỉnh ở trên này một cái, ở cái dòng này một cái nữa nè. Và những cái ống nhòm này em bán ra thì em đảm bảo cho anh chị là một cái á, là nhìn rõ nha. Nhòm rõ, đó, cái nào nhòm rõ thì em nói là rõ ha. Mấy cái này là hoạt động ok, nhòm rõ, đó, nói cho anh chị là em bao cho anh chị như vậy luôn. Đó, nhòm rõ và hoạt động tốt ok. Đó, con này thì ngoại hình sáng. Đó, Kenco. Đó. Cái này là chống cái tia UV gọi từ mặt trời xuống nè, vô mắt mình nè. Nó chống được cái tia UV luôn nha ha. Tia ngắn tia UV nè. Đó. Rồi ok, anh chị nào mà có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Con này là nhòm gõ nha, em bao cho anh chị nhòm gõ, tại vì cái này em cũng cái chuyến rồi em cũng có đi đi biển á, mình lấy theo mình ngắm á. Thì nói chung là con này nhòm không phải là một cây số đâu anh chị. Nói chung là nhòm trên á, nhưng mà em thường thường khách hỏi thì em cũng trả lời là một cây số thôi, chứ thực chất là cái con này thì nhòm trên á. Đó, cái tại vì á là có những cái con Lycam nó bay á, Lycam thì có khoảng bằng tay xè vậy nè, hơn bằng tay xè xíu, nhưng mà khi mà nó bay nó quay khách du lịch họ chơi những cái trò chơi đó thì mình nhìn bằng mắt thường là không thấy, nhìn mắt thường là không thấy. Nhưng mà đưa vào cái con ống nhòm này thì nhìn thấy cái con Lycam nữa luôn. Nói chung là ống nhòm này, cái con này cũng khá là xịn sò đó. Con này là nhìn là thấy rõ đó. Con này nhìn rõ. Đó, anh chị nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em nha. Một cái con ống nhòm ha, để mình đi du lịch rồi gì mình có, mình sử dụng ha anh chị. Đó. Ngắm sông, ngắm suối, ngắm biển, ngắm núi gì đó. Rồi ok nè, con này em bán cho anh chị 450 à. Đó, ống nhòm ở số 1 nha. Nhỏ gọn dễ mang theo lắm anh chị. Tiếp theo ống nhòm mã 2 nha. Đó, ống nhòm mã 2 ha. Cái con này thì em sẽ bán cho anh chị giá là 1,2 triệu nha.
ống nhòm mã 2 này em sẽ bán cho anh chị giá là 1,2 triệu. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em ha, ống nhòm mã 2 là 1,2 triệu. Đây ống nhòm mã 2 em sẽ bán cho anh chị giá là 1,2 triệu. Ở đây mình bẻ lên bẻ xuống là gì rất là thoải mái nè, nó không có bị từ tực, nó chuyển động rất là êm luôn nha. Đó, bẻ lên bẻ xuống nè, đó. Rồi còn cái này chỉnh nè, nâng đưa thấu kính nè ha, không to không nhỏ gì đó, rõ nét ha. Rồi ở đây chỉnh thêm được một cái nè, đó. Rồi chồng bên đây chỉnh được nè, đó. Rồi ok, nói chung là chuyển động con này rất là ok luôn, rất là ngon lành đó. Con này Japan nha anh chị, con này Japan nha, Japan. Đó, con này lớn hơn con kia, có khả năng là nhìn xa hơn con kia. Đó, thông số kỹ thuật đó. Thông số kỹ thuật của nó đây. Đó, đây để 1000m nè, đây để 1000m nè. 1000m. Đó anh chị nào có nhu cầu quá thì cứ việc liên hệ em. Con này em cũng bao nhầm gõ luôn nha. Con này em cũng bao nhầm gõ luôn, kính trước là kính xanh nè, kính xanh. Đó, rồi ok. Đó, focus ha. Dưới này thì có đóng Japan phía dưới này nha anh chị. Đây có đóng phía dưới này có đóng Japan đây. Đó, có đóng da bàn này ha. Thì anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ em, có đóng da bàn này nè. Đó, anh chị thấy ha. Rồi, cái con ống nhòm này mã số 2 giùm em nha, giá bán là 1 triệu nha anh chị. Rồi, cái veo em này em bán cho anh chị giá là 950 nha. Cái veo em này em sẽ bán cho anh chị giá 950. Veo em này sản xuất ở Nhật luôn nha, made in Japan. Cái này rất là gọn, bỏ túi rồi gì cho anh chị đi chơi rồi gì ha, bỏ túi. Đó. Đi làm chứ lộn, đi làm mà anh chị kiểu giống như là chèo cao hay là mình làm cái mình đo đạc rồi vậy đó thì cần gọn nó thì có cái con này, cái con này anh chị xài thoải mái nha. Đó thì que đo cũng khá là mới luôn nè, thì ốp là ở đây nha, anh chị dặn qua đây là đo DC volt nè, đó là điện áp một chiều nè, còn cái này AC volt là điện áp xoay chiều nè. Ở đây nó cho mình đo tối đa là mát 500V, là tối đa là 500V AC với lại DC. Đó, là tối đa mình đo được 500V ha, hai thang đo AC với DC volt. Còn cái này là ôm với lại thông mạch với lại đo diod thì là ở đây. Đó, đo thông mạch, đo diod là ở đây ha. Đó. Đây là chỉnh qua chế độ thông mạch nè. Thông mạch nó sẽ báo còi nè. Đó. Đi ốp đây ha, còn cái này đo ôm, đo điện trở rồi gì thì mình đo đây. Đó, rồi thì anh chị nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Cái con này thì sản xuất ở Nhật luôn, còn hoạt động tốt ha, đo ok ngon lành hết, mấy thang đo là đo ok hết ha. Rồi anh chị lấy thì liên hệ em. Cái con này á, là em bán là 950 nha. Rồi mã là VOM ha, 950. Đó, rồi anh chị lấy thì liên hệ em ha. Tiếp theo thì em thanh lý cái hãm chi gom nè. Hãm chi gom này thì nó rất là mới, nhưng mà nó sẽ có cái người để mà sử dụng nha, tức là không phải là ai cũng chơi gom, cho nên là em sẽ thanh lý cái miếng hãm chi gom này cho ai có nhu cầu mua về chơi hoặc là nghiên cứu hay là cái gì đó ha. Tại vì anh chị nha, đây thì kích thước của cái con này ở đây đó, ABC nè. Cái độ nghiêng dốc ở đây nó có cái sách hướng dẫn để mà nó hướng dẫn cho anh chị đặt cái miếng này để mình chơi nha. Đó, made in Japan luôn nha anh chị. Đây made in Japan luôn ha. Rồi cái miếng này là tạo độ dốc nè, miếng ngút tạo độ dốc nè ha. Đó, có hai miếng. Rồi trong đây thì nó sẽ có một cái miếng này giống như là cái miếng cao su vậy đó, nó rất là dày. Cao su dày và nặng nha. Cỏ này là cỏ bằng nè, còn cỏ này cỏ cao. Đó. Rồi, ok. Thì miếng này em sẽ thanh lý là 100k. Anh chị nào lấy thì cứ việc liên hệ nha, 100k. Mã là thảm gòn nha, thảm gòn 100k. Rồi tiếp theo thì tới mã là dầu xô bóp nha. Cái này là dầu xô bóp Hàn Quốc nha anh chị. Nội địa Hàn Quốc, nội địa Hàn Quốc ha. Cái con này á là nó xích rất là hiệu quả. Bên hông này nó sẽ có cái con lăn massage. Anh chị xích dầu vô xong rồi massage lăn ở đây ha. Cái chai như thế này em bán cho anh chị là 200 ha. Nội địa Hàn Quốc, đảm bảo cho anh chị là giảm đau cơ khớp rất là hiệu quả luôn nha.
anh chị có thể mua thích hợp làm quà tặng đồ gì cho người lớn tuổi hoặc là những cái người nào mà hay bị đau nhức cơ khớp rồi gì đó. Sức rất là hiệu quả, em bao quay đầu luôn đó. Nếu như mà anh chị nó sức vô mà nó không có hiệu quả, không có gì hết trơn, hàng giả hàng nhái, cứ việc liên hệ với em ha, em cho trả hàng. Còn thật sự nó hiệu quả thì anh chị cứ việc sử dụng và giới thiệu cho người thân nha. Đó, dầu này em bán cho anh chị giá là 200k, đảm bảo 100% là nội địa Hàn Quốc. Nói em xách tay về nha anh chị. Đó, em bán 200k, dung tích của nó là 100ml nha. Anh chị lấy thì cứ việc liên hệ. Rồi, dầu 200k ha. Rồi, còn cái này là cái bàn. Cái bàn để mình uống trà hay là mình làm cái gì đó mình làm nha anh chị. Nói chung là cái bàn này nó rất là nặng, rất là dày và nặng ha. Rồi em sẽ kích thước của thằng này là nó tầm cỡ khoảng 30-40 á. 30-40 là cái bàn này nè, cỡ khoảng đó ha. Rồi dầu này em bán, ở bàn này em bán là 250 nha, rất là nặng luôn ha. Bàn em bán 250. Rồi anh chị lấy thì cứ việc liên hệ em ha. Cái chiều dày này có khoảng phân mấy. Rồi tiếp theo thì em bán tới cái máy xay sinh tố nha. Máy xay sinh tố ha, lưỡi là lưỡi thép không mẻ ha, lưỡi thép không mẻ đó. Rồi nói chung là xay sinh tố thì em bán là em sẽ bao cho anh chị là lưỡi thép không mẻ, rồi nước sẽ không bị gò gỉ hay xì ở dưới cái chân này. Máy thì hoạt động điện 100V ha. Em bán chỉ có 200k hả. Đó, sinh tố em bán 200k. Đó, anh chị nào lấy thì cứ việc liên hệ. Đó, còn cái phần mà mấy cái ghìa này nè, đó thì cái này nó cũ lâu ngày thì nó có bị gãy nè. Đó, cái nào em bán em cũng có nói trước hết trơn như vậy đó. Anh chị đồng ý thì anh chị cứ việc chốt đơn ha. Còn nếu như chưa nghĩ sản phẩm này thì hẹn anh chị ở sản phẩm khác. Rồi dạ, cái con này thì nó sử dụng điện 100V giùm em nha anh chị. Anh chị mua về thì cắm qua ống áp hoặc biến thế giùm em. Rồi ok, giờ em sẽ test cái con này cho anh chị xem nha. Nút giữa này tắt nha anh chị. Tắt. Còn nút này thì mình nhấn giữ cái tay vào nó chạy. Con gái dừng ha. Rồi con này em sẽ bán cho anh chị giá là 200k. Anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ giúp em ha. Đó, 200k. Mã sinh tố ha, 200k. Con này thì được sản xuất tại China nha anh chị ha. Made in China nè, xuất cho thị trường Nhật. Đời của nó 2018. 100W, 150W. Đó, rồi. Tiếp theo thì tới cái máy rung siêu âm. Cái máy rung siêu âm này thì để rửa vệ sinh nữ trang, trang sức, đồng hồ, đeo tay hay là lắc cái gì đó. Nói chung là những cái trang sức. Đây, lắc đồng hồ, đeo tay hay là cái vòng hay gì đó mình dắt lên đây. Đó, thì ở đây nó có sách hướng dẫn này gì đủ nè. Đây có để nè, hình đồng hồ nè. Đó, lắc nó. Rồi, hoặc là kính nè, mắt kính nè. Đó, mắt kính nè. Đó, xả nước vào ha. Lấy cái mắt kính mình xả nước vào, hoặc là mình có thể cho một số xà bông vô đây. Đó, đây nó để nè, nó nhiễu vô này, xà phòng nè, này nước xà phòng nè. Đó, rồi thì mình để vô trong cái máy, rồi bắt đầu mình bật on lên. On lên xong xuôi mình lấy cái này ra, xả nước rửa sạch sẽ, xong lấy ra ngoài mình lau chùi kính sạch sẽ lại là xong. Đó, đồng hồ thì cũng tương tự nha anh chị, đồng hồ thì cũng tương tự. Đó, đây nó có hướng dẫn mình rất là cụ thể luôn nè. Không có rửa, mình không có rửa hết trơn toàn bộ cái máy này nha. Mình chỉ có đổ nước vô trong chính giữa này thôi. Đó, nó không cho nè. Đó. Rồi, ok. Đó, anh chị nào mà dùng thì cứ việc liên hệ với em nha. Nó thì nó sử dụng pin rất là tiện lợi cho chị em phụ nữ mà nếu như mà không có thời gian để mà mình vệ sinh á thì mình để cho cái máy này nó làm, rồi mình làm công chuyện khác. Khi nào mà mình làm xong rồi mình lại mình tắt đó ha. Đó, thì cũng vậy thôi. Đó. Rồi, cái này thì nó sử dụng pin với này nè. Đó, 4 viên pin này là 4 viên pin Toshiba thì ở bên Nhật họ gắn sẵn luôn nè. Đó, 4 viên pin Toshiba nha. Pin 2A Toshiba. Đó. Thì ở đây là họ gắn sẵn rồi, cho nên là về mình chỉ có việc xài thôi. Và nó còn rất là mới nha, nó còn rất là mới. Thì cái máy này sáng tại Nhật luôn nha anh chị. Đây, em quay gần cho anh chị xem là made in Japan luôn nè. Made in Japan ha. Đó.
Thì ở đây em sẽ test cho anh chị xem, đó. Rồi công tắc bật qua nè. Nó sẽ có cái đèn màu tím này ha. Rồi nó chạy nó sẽ rung, cái sóng siêu âm rồi gì cho mình để mà nó vệ sinh sạch sẽ đồ trang sức rồi gì của mình ha. Rồi ok. Tiếp theo thì tới 650 nha anh chị. Mã này em bán 650. Anh chị nào có nhu cầu lấy thì liên hệ em ha. Made in Japan. Tiếp theo thì tới máy xay thịt nha anh chị. Máy xay thịt nè. Máy xay thịt này em sẽ bán cho anh chị giá là 900 nha, 900. Nó sẽ có cái lưỡi đánh rau củ với lại một cái lưỡi xay thịt bằng thép trắng cứng và nó không có bị mẻ. Made in Japan nè anh chị, điện 100W ha, điện 100W và 100W luôn, điện 100W và 100W luôn. Made in Japan sản xuất ở Nhật luôn ha. Rồi giờ em sẽ test máy cho anh chị xem nha. Cái lưỡi này đánh rau củ nè. Đó. Rồi còn cái này là cái lưỡi xay thịt nè, lưỡi không mẻ nha, còn bén. Đó, cối thì cối Mika nha, cối Mika. Rồi chạy cho anh chị xem nè. Đó, tốc độ chạy rất là lẹ và máy rất là khỏe nha anh chị. Nghe cái tiếng máy rất là lanh ha. Rồi, máy thì sản xuất ở Nhật luôn. Đó. Bung ra là thắng đứng lưỡi lên luôn ha. Đó, bung ra là thắng đứng lưỡi lên luôn. Rồi em sẽ test cái lưỡi này cho anh chị xem nè. Đó, test lưỡi này cho anh chị xem. Đó. Đang chạy tốc độ cực kỳ cao nha. Buông ra là thắng đứng lưỡi ha. Buông ra là thắng đứng lưỡi nha. Rồi, xe thịt này em bán cho anh chị giá là 900k. Anh chị nào có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ giúp em nha. Trực tiếp qua số điện thoại là 0335172445 em tên Sơn nha, hoặc là kết nối Zalo ha. Hoặc là kết nối Zalo. Rồi ok. Mã xay thịt giùm em ha, 900k. Rồi tiếp theo thì tới cái mã này là cái mã màng mũi nha anh chị. Rồi mã này là mã màng mũi ha. Màng mũi này á, thì nó sẽ chống được côn trùng, mũi rồi gì các kiểu nha. Đó, thì cái màng mũi này á, là nó màu đen, nó màu đen. Cái kích thước của nó thì em sẽ có hai cái mẫu này là nó sẽ có hai kích thước. Mà em bán một bộ như thế này á, là hai cái ha, bộ như thế này là hai cái. Thì đây, cái này là mình đóng lên trên cái thành vách khung cửa, cửa sổ hoặc là cửa lối đi hoặc là cửa phòng mình nè. Rồi mình dán cái màng này vô, cái màng này bên đây thì nó sẽ có miếng dán, dán xé. Đó, miếng dán xé. Đó, xung quanh nó sẽ có miếng dán xé ha. Rồi, cái này thì côn trùng này vô không được nhưng gió vẫn vào, gió vẫn vào. Đây, kích thước của màng mũi này ha anh chị. Đây. Chính giữa này sẽ có 500 để nó hít lại, anh chị đi ra thì nó sẽ đi ra ngoài xong nó sẽ tự động nó hít lại ha. Đó. Rồi, đây 500 nè. Nó tự động nó hít lại, khít miệng lại ha. Rồi. Kích thước của cái màng này á thì đây em có ghi đây nè. Kích thước của cái màng này á, chiều ngang đây nha, chiều ngang em cho đây là chiều ngang 1m1, chiều xuôi xuống là 2m8 nha, 2m8. 1m1 2m8. Rồi. Ok. Anh chị lấy á, thì cứ việc liên hệ em. Một cặp như thế này á, là gồm có một cái này 1m1 2m8, còn cái này là 1m4 2m3. 1m4 2m3. 2m3 chiều xuống, mét ngang này là 1m4. Cũng vậy luôn, cũng đầy đủ phụ kiện trong đây ha. Rồi thương hiệu là CK, sản xuất tại Trung Quốc ha, xuất cho thị trường Mỹ với lại Nhật sử dụng. Rồi một cặp như thế này em bán là 180k, anh chị lấy thì cứ việc liên hệ giúp em ha. Đó, anh chị lấy thì cứ việc liên hệ giúp em. Rồi. Tiếp theo thì tới mã máy nha anh chị. Máy 1 em bán cho anh chị là 800, cái này 14.4 ha. Cái này là nó 5 chức năng nè, 5 chức năng ha. 14.4, thương hiệu là Makita, máy bãi Nhật nha anh chị. Máy bãi Nhật ha. Rồi, cái này thì nó em sẽ test pin, em sẽ test cho anh chị xem. 14.4 nè. Đây pin là pin zin nha. Anh chị muốn đóng pin thì cứ việc liên hệ, máy hoạt động full, có đèn nha, đều tốc nè. Thắng đảo chiều ha. Chế độ này là chế độ khoan ha. Khoan bắn vít. Rồi, đoạn này là chế độ bắn vít có búa nè. Chế độ kế bên là chế độ bắn vít có búa nha. Bắn vít có búa. Rồi, bắn vít có búa. Còn cái này là bắn vít cấp trượt. Bắn vít cấp trượt có búa ha. Đoạn này là chế độ bắn vít khoan búa. Đó là khoan giờ nó sẽ có búa đánh vào trong tường ha. Khoan búa, còn cái này là khoan thường.
Chế độ này là chế độ khoan thường. Đó, khoan thường. Khoan này thường là nhanh, con này khoan thường là chậm ha. Đó. Đó, chậm đó. Còn nhanh nè. Đó, khoan không có gì hết trơn, nó là cái khoan bình thường thôi. Mà mũi này là mũi lục giác 6 ly 35 nha. Còn anh chị lấy thì cứ việc liên hệ em, thân máy 14.4 ha, sử dụng có chỗ than. Thân máy 800k nha, máy 1. Tiếp theo tới máy 2 là máy mài 14.4 luôn nha anh chị, cũng sử dụng có than nha. 14.4 đây. Test máy anh chị xem. Mạch bảo vệ còn đầy đủ cho nên là đèn led này nó báo gắn cục pin vô báo đèn đỏ chớp chớp ha. Máy chạy rất là êm, ok, ngon lành. Thân máy nha, thân máy không có pin sạc gì hết á, là 850. Anh chị muốn đóng pin thì cứ việc liên hệ em. Rồi tiếp theo tới con máy số 3 này, cái con này là cái con cưa kiếm Miyuki. Em sẽ tặng cho anh chị một cái lưỡi cưa nè ha, em sẽ tặng cho anh chị một cái lưỡi cưa. Em sẽ bán 600.000 thân máy như vậy ha. Còn anh chị mà không có pin Miyuki á, mà anh chị muốn gắn pin Makita chân pin phổ thông đó, thì anh chị mua thêm cái chân chuyển này nè. Chân chuyển này em bán lẻ là 250. Còn anh chị mua máy bên em thì anh chị muốn mua chung với chân chuyển này thì em bán 200k. Đó, chân này là chân nhựa ABS nha. Chân nhựa ABS chứ không phải là cái in 3D. Thì giờ em gắn vô cho anh chị xem nè. Rồi mình chuyển sang cái cục pin. Mình chuyển sang cái cục pin Makita ở nhà mình, hai chân rộng gì nè. Anh chị nhìn thấy nó giống cái chân như thế này là mình sử dụng được á. Đó, hai chân rộng nè. Đó. Đó, pin đóng thì loại pin tốt xíu nha. Cái máy này chạy mới nổi tại cái dòng của cái máy này nó cao. Để máy nữa cũng khỏe á. Em test máy nè. Khóa cọ ở đây ha. Đó. Đề tốc nè, ít nè, để ít nhiều chạy nhiều lên nè. Có cái đèn này ha. Rồi cái lưỡi này mình muốn gắn á, thì mình dặn cái đầu này ra qua một bên, rồi mình để cái lưỡi vô. Đây em làm thử luôn cho anh chị xem nè. Dặn qua một bên, rồi để cái lưỡi vô. Đó, rồi buông ra là tự động dính cái ngắt lưỡi lại. Rồi em tặng cho anh chị một cái lưỡi cưa gỗ này ha. Lưỡi cưa gỗ này. Rồi thân máy là 600, mua thêm chân chuyển giùm em là 200 ha. Là 800, đó. Rồi cái lưỡi này em tặng. Còn nếu như mua thân máy không, đã có pin Miyuki rồi thì là 600k. Hoạt động tốt nha anh chị. Rồi tiếp theo cái máy số 4 nè, bu lông. Máy số 4 bu lông này em bán cho anh chị giá là 2.7 triệu nè, thân máy ha. Đầu này là 1/2 không gơ lắc chi chân, hoạt động tốt luôn. Máy còn rất là sáng mới đẹp nha anh chị ha. Anh chị nào lấy thì cứ việc liên hệ em. Đó, nguyên lành không lỗi lầm gì hết trơn. Đó, ba cấp chỉnh lực. Cái cấp này tự động, cấp tự động thì chiều ga nó sẽ yếu, còn cái cấp thứ ba là mạnh nhất đó, ga vô mạnh như nhau. Test cho anh chị xem nè. Mã này là 2767 nha anh chị. Động cơ không có than nha, đầu 1/2. Máy chạy mướt nha. Đầu cổ không gơ lắc nha, bao cho anh chị là xài tốt ngon lành. Đó, có con chiều gà ra là nó sẽ yếu nè. Đó, bên đây chức năng này ha. Còn cấp 1 chậm nè. Đó, cấp 2 nè, mạnh lên chút nè. Đảo chiều nè. Cấp 3 là mạnh nhất nha. Đó, Miyuki để chuyển sang xài pin Makita bình thường nha anh chị. Rồi máy mã 4 em bán là 2.7 triệu thân máy nha. Động cơ không cỡ than, lực của nó là 1890. Đầu 1/2 thông dụng luôn nha anh chị, không gơ lắc. Rồi máy hoạt động tốt, chuẩn chỉ, ngon lành cho anh chị luôn ha. Rồi 2.7 triệu, anh chị nào có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ em. Đó, tiếp theo thì tới bếp từ nha anh chị. Bếp từ Nhật Bãi nha, con này là Panasonic, bền châu bò luôn và hoạt động ok ngon lành luôn ha. Đó, nấu rất là nhanh, thay thế cái bếp ga chính là bình thường luôn ha. Rồi con này á là sử dụng điện 100W thương hiệu Panasonic nha. Đó, chỉnh nhiệt độ là được 200 độ C. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện thử cho anh chị xem nha. Cái bếp này em bán 900k, sản xuất ở nội địa Nhật luôn nha anh chị. Điện 100W 1300W thì anh chị sử dụng cái cục biến thế là từ 1.500 cho tới 2.000 ha. Rồi cái bếp này hôm nay em bán là em sẽ khuyến mãi cho anh chị một cái ấm. Một cái ấm này có thể nấu được từ này luôn. Em nấu thử rồi, nó hoạt động ok. Đây, cái ấm này là ấm ấm China nha anh chị. Ấm China. Đó, ấm China. Rồi, Made in China nè. Cái ấm thì cái ấm China nha. Đó, nhận từ nấu bình thường ok, ngon lành ha. Em tặng cho anh chị cái ấm trong clip này ha. Anh chị nào lấy thì cứ việc liên hệ ha. Đó, rồi, đây 900k thôi là anh chị đã có cái bếp ha, bếp từ Nhật ha, bếp từ Nhật luôn ha. Rồi và được tặng cái ấm,
ấm thì còn nguyên trong hộp ấm China. Rồi ok, on lên đây chọn chế độ tăng giảm nhiệt độ đây. Nói chung là hoạt động ok full hết toàn bộ á. Nếu như mà có cái ấm nó nhận từ á thì nó bắt đầu nó nhận từ á kêu rồi đó. Nè, đèn nó không chớp nữa, nó chạy, bắt đầu nó chạy. Ha, rồi. Off, còn này là chế độ nấu nước nè. Chế độ nấu nước thì anh chị mở on lên, chọn chế độ nấu nước này thì nó sẽ giữ cái nhiệt độ là 140 độ cho cái nước trong này, nó sẽ giữ nhiệt độ ở đây 140. Rồi ok nha anh chị sử dụng thì cứ việc liên hệ em. Biết từ mã biết từ 900k tặng cho anh chị một cái ấm nấu nước ha. Nhận từ hoạt động tốt, ok bình thường. Rồi 900k nha, anh chị cứ việc liên hệ em ha, chốt đơn ha. Rồi tiếp đến thì tới mã là sản phẩm là bếp ga nha anh chị. Rồi hôm nay em có dòng Paloma bếp ga số 1 này là núm xay nha anh chị. Mặt men núm xay. Và con này đời cao, con này đời 2022 luôn nha anh chị. Con này đời cao 2022 luôn anh chị xài đó. Rất là an tâm luôn nha. Nói chung là đời cao thì nó chỉ mới gần đây thôi. Đó, thì những cái hình thức đồ gì của nó và những cái phụ kiện đồ gì của nó anh chị sẽ nhìn thấy nó rất là sáng mới và đẹp. Thương hiệu là Paloma nè, của Nhật luôn nha. Em bán là 2,6 triệu. Thì bếp ga bên em bán á thì bảo hành cho anh chị là 12 tháng. Rồi bao xếp cho anh chị toàn quốc nha. Đó anh chị xem càng nè, bao xếp cho anh chị toàn quốc nha. Con này đời cao, nói chung là những cái con mà 20 trở lên á thì nó ít. Cho nên là anh chị nào có nhu cầu, đang có nhu cầu mà đổi bếp á thì cứ việc liên hệ em. Đó anh chị xem nè, bên trong nè, sáng mới đẹp nha. Rồi ở trong ruột nè, sáng mới đẹp luôn, không có sơn dặm giá gì lại hết ha. Đó nguyên lành không một lũng, sáng mới đẹp, em để nguyên zin luôn. Bán cho anh chị giá là 2,6 triệu. Bếp ga ở bên em bán thì sẽ được bao ship toàn quốc. Tặng cho anh chị một cặp pin mới, lợp lưới chống chuột inox. Lợp lưới chống chuột inox là phía dưới này nè, để cho chuột đừng vô cắn phá. Bảo hành cho anh chị là 12 tháng, bao ship cho anh chị toàn quốc ha. Tặng cho anh chị một sợi dây ga Nhật dài 80cm và có hai đầu kẹp giữ ga. Đó. Rồi ok, pin thì giờ em sẽ lấy pin em test thử cho anh chị xem nha. Bếp đời 2022 nha anh chị. Bếp đời 2022. Đó, giờ em test cho anh chị xem nha. Đó. Lửa thì tất cả em đã cân chỉnh đồ gì ok ngon lành hết rồi ha. Lửa xanh. Lửa xanh và tiết kiệm ga cho anh chị xài ha. Đó, mình nhỏ lửa thì cái nấm xay này là nó nhỏ lửa là ok ngon luôn rồi. Nó thuộc dạng VIP luôn rồi. Tức là những cái loại bếp mà anh chị xài nấm xay á là anh chị chỉnh lửa nhỏ ghi luôn được, ok ngon lành. Đó, rồi lớn lên cũng tùy thích luôn ha. Anh chị thấy ngọn lửa nó bị táp qua đây á là do cái quạt gió ở ngoài sau lưng của em nó thổi tới ha. Rồi ok nha. Nói chung là bếp thì hoạt động tốt, lửa xanh, tiết kiệm ga, chống cháy nổ. Là tự động tắt lửa khóa ga là nhờ những con sensor này nè. Anh chị nấu quên, cạn nước, tắt lửa nó sẽ khóa ga. Đó, rồi, lò nướng nè. Lò nướng lửa nè, núm xay anh chị chỉnh thoải mái luôn. Nè, cho anh chị xem nè. Nhỏ nè. Đó, anh chị thấy nó nhỏ xuống rõ ràng không? Nhỏ nè, lớn nè. Đó, là núm xay là anh chị chỉnh lửa rất là dễ dàng và thuận tiện cho công việc của anh chị. Đó, cho nên là anh chị muốn mua những cái sản phẩm như thế này, anh chị chọn cái núm xay để tặng cho người thân. Đó, hoặc là người lớn tuổi như cha mẹ đồ gì của mình sử dụng hồi nào tới giờ núm xay thì con núm xay này sẽ hỗ trợ cho những cái người thân của mình sử dụng một cách là dễ dàng. Đó. Rồi em nhắc lại, bếp em bán là bếp ga mã số 1 là núm xay Gina Paloma ha, đời 2020 nè. Đời 2020, bảo hành cho anh chị 12 tháng, bao ship cho anh chị toàn quốc, tặng cho anh chị cặp pin mới, lợp lưới chống chuột inox cho anh chị và tặng cho anh chị một sợi dây ga 80cm, dây ga Nhật nha, đầu kẹp dây ga đầy đủ. Rồi mặt men đẹp sáng bóng nha anh chị. Đó. Rồi anh chị lấy thì cứ việc liên hệ em, giá chỉ có 2,6 triệu thôi. Ok nha anh chị. Rồi em sẽ cho anh chị xem tiếp theo là cái bếp ga số 2 nha. Còn
cũng là thương hiệu Paloma luôn, nhưng mà cái con này là cái con nút nhấn, cái con nút nhấn nha anh chị. Cái con này thì cũng vậy, cũng sáng mới đẹp vậy đó, lò nướng rồi gì cũng sạch sẽ luôn. Con này em bán 2,5 triệu nha, con này em bán 2,5 triệu, bảo hành cho anh chị là 12 tháng luôn, bao ship 2,5 triệu nha. Tặng cho anh chị cặp pin mới ha, lập lưới chống chuột inox ha, bảo hành 12 tháng. Rồi tặng cho anh chị một xe ga, sẽ ra Nhật luôn ha. Rồi một cặp pin mới, cặp pin mới, tặng một cặp pin mới, tặng sợi dây ga 80 cm, bảo hành 12 tháng, bao ship toàn quốc, lợp lưới chống chuột inox. Rồi đủ chế độ chính sách bên em ha anh chị. Rồi anh chị có nhu cầu thì có việc liên hệ em. Mấy con bếp thương hiệu Paloma này nè, là đồ đạc nó rất là dày dặn và nặng nha anh chị, rất là dày dặn và nặng đó anh chị xem nha, mặt men dày dặn. Đời của con này là 2017, sáng sủa mới sạch sẽ đẹp ha. Rồi lấy cái phần học nướng ra cho anh chị xem nè, vị nướng với học nướng nè, vị nướng với học nướng nè ha. Rồi lò nướng cho anh chị xem nha, lò nướng cho anh chị xem, sáng mới đẹp luôn, không sơn giảm giá gì hết trơn nha, rất là mới đẹp nè, rất là sáng mới đẹp luôn. Nói chung anh chị nào có nhu cầu thì cái cặp bếp hôm nay em lên nó rất là sáng mới đẹp nha. Anh chị mua cái cặp bếp này về mình xài rồi nó được cái tuổi thọ rất là lâu luôn ha. Đó, rồi ok, giờ em test bếp cho anh chị xem nha. Nè, cái con cần gạt á thì anh chị chỉnh lên hết nè, gạt về hết nè. Đó, thì nó sẽ cũng nhỏ lửa được, nhưng mà nó sẽ không nhỏ ghi ghi giống như cái con núm xay được. Đó, đây lớn hết nè, nhỏ hết nè. Nhưng mà lửa em vẫn đảm bảo là tiết kiệm ga nha anh chị, vẫn đảm bảo cho anh chị là tiết kiệm ga và lửa xanh ok ngon lành, nấu sẽ không bị đen đít nồi đáy nồi. Đó là cái phần đảm bảo của em về phần kỹ thuật. Đó là lửa chỉnh xanh, tiết kiệm ga cho anh chị đàng hoàng ha. Đó, và đặc biệt nữa là lò nướng, là lò, cái lò nướng á thì mấy con này là cái cần gạt này á thì anh chị sẽ chỉnh lửa, nó sẽ không có được như là cái nút cái núm xay. Anh chị sẽ không chỉnh cái lò nướng này nè, nó chỉ ít thôi, nó chỉ chênh lệch có chút xíu à. Còn cái núm xay á là anh chị chỉnh thoải mái nhất. Đó thì em chỉ nói cho anh chị về những cái ưu nhược điểm của những cái chiếc bếp, những cái dòng bếp nút nhấn và núm xay nó, thì để cho anh chị lựa chọn chứ em cũng không có tất cả những cái tính năng của bếp á, thì đều hoạt động được gì như nhau, vẫn là cạn nước đáy nồi, tắt lửa khóa ga được gì như nhau, gió thổi tắt lửa khóa ga như nhau, nước tràn vẫn tắt lửa khóa ga bình thường. Đó, tính năng của bếp Nhật là đều như nhau hết. Nó thì cái chế độ bảo hành bảo kê thì ở đây em vẫn bảo hành cho anh chị là 1 năm đầy đủ hết. Đó, bếp thì này em nhắc lại thương hiệu Paloma nút nhấn, sản xuất năm 2017, em bán ra là 2,5 triệu, mã bếp ga số 2, bảo hành cho anh chị 12 tháng, bao ship nha. Tặng cho anh chị cặp pin mới, tặng cho anh chị một sợi dây ga dài 80 cm có đầu kẹp ga đầy đủ, lợp lưới chống chuột inox phía dưới này cho anh chị ha, chuột đựng vô gắn khóa dây điện. Rồi còn về vấn đề mà bếp mới, độ mới thì em thấy là rất là mới rồi đó, hai con bếp này hôm nay con nào cũng mới chưa á. Anh chị nào có nhu cầu đầu tư cho gia đình ha, người thân đó, về cái chế độ an toàn phòng chống cháy nổ thì cứ việc liên hệ em ha. Số điện thoại của em là 0335 172 445, Zalo cũng là số trên luôn. Em xin chân thành cảm ơn, kính chúc tất cả mọi người sức khỏe. Nếu như đam mê mua hàng cứ việc liên hệ với em trực tiếp để đặt hàng, hoặc là qua Zalo. Em xin chân thành cảm ơn, xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào.